Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 58. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây. Đây là Thế Tôn dùng thí dụ để nói. Thí như hữu nhân mê thất bổn gia, ngộ nhập hiểm đạo, kỳ hiểm đạo trung đa chư già xoa, cặp hổ lang sư tử, ngoan xà phúc hiết, như thị mê nhân tại hiểm đạo trung, tu du chi gian tức tao chư độc. Thí như chính là thí dụ. Phía sau nói thí dụ. Hữu nhân, người này chính là chúng sanh trong lục đạo. Mê thất bổn gia. Bổn gia chính là chỉ tự tánh của chúng ta, là mê mất bổn tánh. Ngộ nhập hiểm đạo, ý nghĩa của chữ ngoa và chữ ngộ giống nhau, là đi lạc vào con đường hiểm. Hiểm đạo là chỉ lục đạo luân hồi. Ở chỗ này đặc biệt là chỉ ba đường ác. Thật ra nhà Phật thường nói đường luân hồi hiểm ác. Lời này nói rất có đạo lý. Vì sao vậy? Ở trong lục đạo đều có tà ác. Từ cõi trời sắc giới trở lên tương đối tốt hơn một chút, bởi vì họ có định công. Chúng ta thường nói là định cộng giới. Họ không tạo ác. Tuy là không tạo ác, nhưng từ vô lượng kiếp đến nay, những hạt giống tập khí ác này họ đều có gieo. Họ chưa có đoạn hết. Chỉ là do công phu thiền định khống chế được hạt giống tập khí ác, khiến nó không phát tác mà thôi. Một khi định lực của họ mất hết, thì sức mạnh của tập khí ác vẫn mạnh mẽ như cũ, lập tức liền bùng phát ngay. Cho nên họ bị đọa ác đạo, đọa địa ngục. Người bình thường chúng ta cũng hiểu đạo lý này. Càng áp chế ý niệm ác, áp chế là tạm thời khống chế được. Một khi không áp chế được, nó bùng phát lên thì rất đáng sợ. Đây là cùng đạo lý giống nhau. Huống hồ là ở tam đồ. Cho nên loại hiện tượng này chúng ta quan sát tỉ mỉ. Tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thì mọi người sẽ hiểu ngay. Xã hội hiện nay, những gì mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi nếm được, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài,
Cảnh giới bên ngoài há chẳng phải là quỷ dạ xoa, cùng hùm xoáy, sư tử, rắn độc, bò cạp như trên kinh nói sao? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có cái nào không phải là có độc? Có cái nào không phải làm độc hại pháp thân huệ mạng của chúng ta? Khắp nơi đều như vậy. Trên kinh Lăng Nghiêm Phật nói thời đại này của chúng ta, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Tà sư chính là chỗ này gọi là những loài quỷ dạ xoa, cùng hùm xoáy, sư tử, rắn độc, bò cạp này. Bạn nhìn thấy là hình dạng con người. Thế nhưng trong tâm tràn đầy tham sân si mạn. Chúng ta là sống trong hoàn cảnh như vậy. Đây là đường hiểm ác. Như thị mê nhân tại hiểm đạo trung, tu du chi gian tức tao chư độc. Tu du là rất ngắn ngủi. Xã hội hiện nay rất là đáng sợ. Sáu bảy mươi năm trước, lúc chúng tôi còn là thiếu nhi, xã hội vẫn tương đối chất phác. Sáu căn của bạn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài rất ít ô nhiễm. Bạn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy ô nhiễm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, rất chất phác. Mười một, mười hai tuổi đều vẫn còn giữ vẻ hồn nhiên. Hồn nhiên là không hiểu chuyện đời. Sống ở trong môi trường tự nhiên, thời đó trẻ em thật sự là hạnh phúc. Không hiểu những chuyện đời này. Ở thời đại đó, trong dân gian rất tôn trọng, đều rất xem trọng những tiểu tiết, tiểu lễ, tiểu nghĩa này. Xã hội hiện nay đã thay đổi rồi. Không cần nói chi xa về trước nữa, chỉ là xã hội 60 năm trước so với xã hội hiện nay là đã thay đổi 180 độ rồi. Hiện nay những gì mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc hoàn toàn là cám dỗ. Cho nên chúng ta quan sát trẻ nhỏ hiện nay, một vài tuổi chúng đã biết chuyện đời rồi. Biết chuyện đời này là gì? Là không còn hồn nhiên nữa. Nó đã biết giả dối rồi. Nó biết lấy lòng người lớn. Tâm hồn nhiên của nó không còn nữa. Nó biết trong mặt bắt hình dong để mà ứng phó người lớn. Thật là lợi hại. Nó học từ đâu vậy? Học từ truyền hình. Bạn xem, khi còn chưa biết nói mà suốt ngày đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tivi, nó học được hết rồi. Cho nên hiện nay bậc làm cha mẹ rất khó quản lý dạy dỗ con cái. Vì sao vậy? Nó biết quá nhiều thứ rồi. TV nó thật ra không phải là đồ tốt.
Nó là công cụ rất tốt. Đáng tiếc hiện nay nội dung trong đó là rất tệ hại. Những lý và sự này chúng ta đều phải sáng tỏ. Trên kinh nói, đặc biệt là ở xã hội hiện nay, chúng ta đọc đến kinh này, thật sự là từng câu từng chữ Phật nói rõ tình trạng đời sống hiện nay của chúng ta. Tiếp theo xem kinh văn dưới đây. Hữu nhất tri thức, đa giải đại thuật, thiện cấm thị độc, nải cập dạ xoa, chư ác độc đẳng. Tri thức chúng ta gọi là thiện tri thức. Họ có trí huệ, họ có kiến thức. Mọi thứ hiểm ác ở trong môi trường họ đều biết, họ đều hiểu rõ. Hơn nữa họ có phương pháp có thể giải độc. Bạn gặp phải những thứ độc hại này, họ có cách giúp bạn giải độc. Đa giải đại thuật, thiện cấm thị độc, nải cập dạ xoa chư ác độc đẳng. Dạ xoa chư ác độc đẳng là những thứ cám dỗ bên ngoài. Bên trong có tập khí ác, tham sân si mạng, bên ngoài lại có những thứ cám dỗ này, thì sao bạn không bị gặp nạn được chứ? Hiểm đạo chính là xã hội hiện nay của chúng ta. Bạn ở trong xã hội hiện nay, trong khoảnh khắc bạn sẽ gặp các thứ ác độc này, bị trúng độc ngay. Bạn trúng độc rồi thì quả báo tương lai là ở tam độ. Chắc chắn là sự thật. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, bên dưới nói: hốt phùng mê nhân, dục tiếng hiểm đạo, nhi ngữ chi ngôn, đốt tai nam tử, vi hà sự cố, nhi nhập thử lộ, hữu hà dị thuật, năng chế chư độc. Vị tri thức nói ở chỗ này chính là chỉ Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng có trí huệ, có đức năng. Ngài chân thật có năng lực đoạn tham sân si, có năng lực ngăn ngừa tà ác bên ngoài. Ngài có năng lực. Ngài gặp mê nhân. Mê nhân chính là những người tạo tác nghiệp ác ở trong lục đạo này. Đã tạo tác ác nghiệp tham sân si, đó chính là dục tiến hiểm đạo. Hiện nay bạn đang tạo nghiệp, quả báo chưa hiện tiền, không bao lâu quả báo sẽ hiện tiền ngay. Sau khi thân này chết đi, chắc chắn sẽ đọa ác thú, muốn đi vào đường hiểm nạn. Bồ Tát nhìn thấy những người này liền cảnh cáo cho họ biết. Chữ đốt tai nghĩa là quát mắng. Tiếp đó là hỏi họ: tại vì sao ông lại muốn đi vào đường này? Cũng chính là nói
nguyên do gì ông tạo những nghiệp ác này? Tạo nghiệp ác, những việc này phần trước đã nói rất nhiều rồi. Nói thật ra, những sự việc này chúng ta không khó lý giải. Có thể là tất cả tạo tác, đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày của chúng ta. Tại vì sao ông muốn đi vào đường này? Con đường này là ba đường ác. Ở trong nội tâm là tham sân si mạn, nói năng hành động là tổn người lợi mình. Bạn làm cái sự việc này, sự việc này chính là bạn muốn vào ba đường ác. Bạn vào ba đường ác, bạn có dị thuật gì? Dị thuật là phương pháp. Bạn có phương pháp gì có thể tránh được những thứ độc hại này? Đây là điều không phải phàm phu có thể làm được, Bồ Tát mới có khả năng. Giả lại những vị Bồ Tát này vẫn không phải là Bồ Tát nhỏ thông thường, Bồ Tát nhỏ vẫn không được. Trên kinh nói pháp thân đại sĩ họ mới được. Các ngài thị hiện ở trong lục đạo, hòa quang đồng trần với những thứ tà ác này. Với bề ngoài giống như tạo tác cùng với những người này không có gì khác biệt. Thực ra tâm địa thanh tịnh từ bi, mọi thứ hành vi của họ là giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên họ năng chế chư độc. Ở trong cảnh giới ô nhiễm này mà không bị ô nhiễm. Trên tướng giống như là ô nhiễm, thực ra trong tâm họ không hề có mảy may dính nhiễm. Như vậy mới được. Phàm phu không có năng lực này. Không có năng lực này thì phải nên tránh xa. Cho nên thời xưa người tu hành, tại vì sao xây dựng đạo tràng ở nơi rừng núi, nơi ít có dấu chân người? Đây chính là cách ly với xã hội. Nếu như không cách ly, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ không tránh khỏi động niệm. Động niệm ác, niệm ác tham sân si. Cho nên cổ nhân xây đạo tràng nhất định phải xây dựng ở trong núi sâu, khiến cho bạn đến nơi đó tương đối khó khăn. Bạn đến đạo tràng nhất định là đến cầu pháp. Bạn không có việc thì chắc chắn sẽ không đi đến nơi đó. Cái gọi là không có việc thì không vào điện Tam Bảo. Nó ngăn cách với bên ngoài. Trong xã hội hiện nay thì khó khăn. Tự viện Tùng Lâm ở Trung Quốc đại lục, thời trước đi đến đó vô cùng bất tiện. Hiện nay đều mở đường rộng lớn rồi, xe có thể đến được. Thậm chí nghe nói còn có cáp treo, thuận tiện hơn nữa. Trên núi cao cũng có tivi như thường.
có phát sóng vô tuyến điện. Trước đây là phải cách ly, hiện nay không những không cần cách ly mà nghĩ đủ mọi cách để tiếp xúc. Đó chính là Phật ở chỗ này nói: hữu hà dị thuật, năng chế chư độc. Hai câu nói này nếu nói với người hiện nay của chúng ta là rất phù hợp. Chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ tám chữ này. Thường xuyên nhắc nhở mình. Nếu như không có năng lực này thì tốt hơn hết nên tránh xa. Đạo tràng của chúng ta tuy mỗi một tầng lầu đều có rất nhiều tivi, thế nhưng tivi này không thông với bên ngoài, không tiếp nhận được tin tức bên ngoài, đều là những tiết mục giảng kinh niệm Phật trong nội bộ của chúng ta. Đây là cách làm của đạo tràng chúng ta. Chúng ta từng giây từng phút phải làm công việc ngăn ngừa. Mời xem tiếp kinh văn dưới đây: thị mê lộ nhân, hốt văn thị ngữ, phương tri ác đạo, tức tiện thoái bộ, cầu xuất thử lộ. Đây là thí dụ chúng sanh nghe kinh, nghe pháp, bỗng nhiên giác ngộ, biết tham sân si mạng là mầm bệnh nghiêm trọng của mình, biết ngũ dục lục trần bên ngoài là sự cám dỗ không tốt. Họ chân thật hiểu rõ, chân thật giác ngộ rồi, họ biết đó là ác đạo. Khởi tâm động niệm tương ưng với tham sân si thì chắc chắn là tạo nghiệp trong ba đường ác rồi. Mà ngày nay tạo nhân đường ác thì đâu có chuyện không thọ quả báo ở đường ác chứ. Sự thật này phải biết. Nghĩa là gieo nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định phải thọ ác báo. Họ biết đây là ác đạo thì tự nhiên họ sẽ lùi bước ngay. Cầu xuất thử lộ, nhất định phải đoạn sạch duyên ác. Đoạn ác tu thiện, đoạn sạch ác duyên, tăng trưởng thiện duyên của mình, tăng trưởng thiện lực của mình. Hy vọng trong đời này, lúc sắp mạng chung, hạt giống thiện sẽ chín mùi trước, bạn mới có thể giảng sanh về đường thiện. Trong tất cả nhân thiện, Phật nói cho chúng ta biết niệm Phật là thiện đứng đầu, nhất là niệm A-di-đà Phật là thiện ở trong thiện,
Không có gì thiện hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Quả báo này thù thắng vô cùng rồi. Đây là pháp môn chân thật đúng siêu. Nghĩa là vượt ngang tam giới. Thành Phật ngay trong đời này, thành tựu ngay trong đời này. Nếu như họ thực sự hiểu rõ, thực sự giác ngộ, họ sẽ quay đầu ngay. Đây cũng là chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp của họ thực sự chín mùi rồi. Nói thật ra loại người này không nhiều. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người học Phật, bao nhiêu người tu hành vẫn không đoạn dứt tập khí. Ở trong đối nhân xử thế, đời sống thường ngày, có thể nhìn ra rất rõ ràng. Họ vẫn là tham sân si mạng, không xem niệm Phật là quan trọng nhất. Niệm Phật tốt, nhưng xếp ở thứ hai, thứ ba. Vẫn là đặt danh vọng lợi dưỡng lên hàng đầu. Họ đời này có thành tựu hay không? Quá khó rồi. Không dễ gì thành tựu được. Đây là chứng tỏ thiện căn niệm Phật của họ không phải là rất mạnh. Sức mạnh tập khí ác của họ vô cùng mạnh mẽ. Trong một đời này cũng giống như những đời trước vậy, chỉ kết thiện duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Đời này vẫn không thể đi được rồi. Chân thật đi được thì phải buông xả triệt để. Cho nên chúng ta dứt khoát không được xem thường những cụ ông cụ bà đó. Không nên xem thường họ. Họ không biết chữ. Chúng ta thấy họ là không biết gì cả. Thấy họ rất là nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có ai xem trọng họ. Thường thì loại người này thật sự đi làm Phật, họ thật sự buông xả rồi, hoàn toàn không có lưu luyến gì với thế gian này. Họ niệm Phật có thể thành công, họ đời này làm Phật. Chúng ta tự cho rằng mình rất thông minh, tự cho rằng rất giỏi giang, cuối cùng vẫn phải tạo lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa vào ba đường ác. Cho nên thật thà tu đạo là đáng quý nhất. Phiền phức lớn của chúng ta là không thật thà. Muốn lùi bước mà không có hoàn toàn lui ra. Muốn ra khỏi lục đạo luân hồi mà vẫn không nỡ rời bỏ cái nơi này, vẫn còn rất nhiều lưu luyến đối với nơi này. Chính bởi vì cái nhân tố này, cho nên Phật mới dạy người tu hành, giáo giới đệ tử lấy khổ làm thầy. Lời dạy này rất có đạo lý. Nếu như chúng ta trải qua đời sống rất khổ thì sẽ không có lưu luyến đối với thế gian này. Điều này cũng chứng tỏ giàu có khó học đạo. Bạn ở trong đây có vui sướng, có hưởng thụ.
có vui sướng, có hưởng thụ thì bạn sẽ có lưu luyến, bạn không buông xả được. Sự xuất ly của bạn sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên Phật nói những lời này, bạn suy nghĩ thật kỹ sẽ thấy có đạo lý. Bảo chúng ta chân thật buông xả tham sân si, mình phải làm thế nào? Phải ngược đãi mình một chút. Đó là người sáng suốt, là người giác ngộ. Chúng ta thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên là tấm gương rất tốt. Ông thường hay nhịn đói, mọi người đều nhìn thấy, hỏi ông tại vì sao vậy? Tôi muốn ngược đãi mình, khi sức khỏe không tốt, không tốt thì tôi không ăn cơm. Ông cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, thường xuyên sống ở trong khổ nạn thì sẽ không lưu luyến đối với người và thế gian này. Vậy là chính xác. Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lý lão sư mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Cách ăn uống đó của thầy, sau khi chúng tôi và người khác nhìn thấy, cách ăn uống như vậy sao có thể ăn được chứ? Thế nhưng thầy trong cuộc sống như vậy, mấy mươi năm cũng như một ngày. Thầy tự mình nấu cơm, nồi và chén của thầy là một thứ, nồi nhỏ có tay cầm. Thầy là người tỉnh Sơn Đông nên thích ăn mì. Thức ăn như rau thì dài cộng rất ít. Sống đời sống khổ như vậy, quần áo, nếu như các vị có cơ hội đến Đài Trung thì hãy đến nhà kỷ niệm của thầy để xem kỷ vật trưng bày. Những di vật của thầy được trưng bày trong đó. Quần áo đều giá chằng giá đục, giá rất nhiều miếng. Thầy mặc quần áo rách, ai giá cho thầy vậy? Thầy tự mình giá. Người khác chắc chắn không thể giá cho thầy. Nếu thầy đem quần áo rách bảo người khác giá, người ta lập tức sẽ dứt vào sọt rác và mua cho thầy bộ mới ngay. Là tự mình giá, người ta có tặng cho thầy quần áo mới thì bộ mới đó sẽ lập tức đem cúng dường tặng cho người khác ngay. Thầy tu phước. Vật dụng thường ngày là vô cùng tiết kiệm, không lãng phí chút nào. Bồ Tát là hiện thân thuyết pháp. Chúng ta ở nơi đây nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng là như vậy. Bản thân ông tiết kiệm biết bao, vì đại chúng thì vô cùng rộng rãi, niệm niệm lợi ích chúng sanh. Đây là điều chúng ta phải cảnh tỉnh, phải cảnh giác cho được. Khổ một chút là tốt rồi. Trong giới kinh thường nói, tỳ kheo thường mang ba phần bệnh. Bệnh gì vậy? Không phải bảo bạn giả bộ bệnh. Ba phần bệnh chính là ăn không no, mặc không đủ ấm. Là dạy bạn điều này. Từng giây từng phút cảnh tỉnh, thế gian này rất khổ. Biết khổ mới có tâm xuất ly. Bạn không biết khổ sẽ quên mất việc xuất ly rồi. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây. Thị thiện tri thức đề huệ tiếp thủ, dẫn xuất hiểm đạo, miễn chư ác độc, chỉ ư hảo đạo, lệnh đắc an lạc. Đây là việc hiếm có,
gặp được thiện tri thức, gặp được người tốt, người tốt hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn, đây chính là đề huệ tiếp thủ. Chìa tay ra cứu giúp bạn một tay. Kéo bạn từ trong ác đạo ra. Ác đạo, tâm ác, nói năng ác, hành động ác, đây chính là ác đạo. Bạn đang tạo tác nghiệp ác đạo, tương lai sẽ đọa vào ba đường ác. Nếu đã đọa vào ba đường ác thì nắm tay dìu dắt sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên Phật độ chúng sanh, tại vì sao đặc biệt xem trọng cõi người? Cõi người là bạn sắp bị đọa nhưng vẫn chưa đọa lạc, bạn vẫn còn ở ngoài cửa địa ngục, vẫn chưa có bước vào. Vào lúc này kéo bạn trở lại dễ dàng. Khi bước vào rồi thì không còn dễ nữa, không thể kéo ra. Cho nên lúc này nếu như khuyên bảo bạn, bạn nghe hiểu rõ, sáng tỏ, giác ngộ rồi, lập tức quay đầu. Quay đầu là bờ. Nắm tay dìu dắt ra đều là kinh điển Đại Thừa, phải thường xuyên đọc tụng, phải thường xuyên giảng giải, thảo luận. Kinh điển Đại Thừa nhắc nhở đại chúng đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành. Như vậy bạn mới quay đầu. Sau khi quay đầu, bạn nhất định sẽ đến được cõi tốt. Cõi tốt là cõi Phật, là cõi Bồ Tát. Đây là cõi tốt chân thật. Bạn có thể đạt được an lạc vĩnh hằng. Ngay hiện tại, thân an, tâm an, thân tâm an ổn. Thân tâm an ổn thì pháp hỷ sung mãn, bạn đạt được ngay hiện tiền. Đây là nói người này quay đầu, giác ngộ rồi. Các bạn xem kinh văn dưới đây. Nhi ngữ chi ngôn, đốt tai mê nhân, tự kim dĩ hậu, vật lý thị đạo, thử lộ nhập giả, tốt năng đắc xuất, phục tổn tánh mạng. Thị mê lộ nhân diệt sanh cảm trọng. Đây là bảo họ quay đầu. Nhìn thấy họ quay đầu rồi, tiếp đó cảnh tỉnh, sách tấn họ, nhắc nhở họ từ đây vì sao không được tái phạm nữa. Nhất định phải nghiêm trì giới luật. Giới luật chúng ta không nói quá cao, quá cao không có tác dụng gì, làm không được. Mức thấp nhất, tối thiểu nhất là ngũ giới thập thiện. Trong Quán Kinh nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Ở mức thấp nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp. Đây là mức thấp nhất. Vậy là bạn rời khỏi ác đạo rồi. Muốn tu cõi tốt nữa, thế thì phải thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả,
hành Bồ Tát đạo. Từ trong ác đạo quay đầu lại, chuyển về Bồ Tát đạo. Đây chính là con đường lành. Như vậy bạn mới có thể được an vui. Phải từng giây từng phút ghi nhớ lời cảnh tỉnh của Bồ Tát, nhất định không được đi vào đường cũ đó nữa. Thử lộ nhập giả, đây là nói ba đường ác. Con đường này, nếu như bạn bước vào rồi, trở ra sẽ rất khó. Phục tổn tánh mạng, tánh mạng là chỉ pháp thân huệ mạng. Tổn hại nghiêm trọng pháp thân huệ mạng. Người này được Phật Bồ Tát dạy bảo, sau khi giác ngộ, họ vô cùng cảm kích. Và vô cùng tôn trọng Phật Bồ Tát, thật sự có thể y giáo phụng hành. Lâm biệt chi thời, tri thức hữu ngôn, nhờ kiến thân tri cập chư lộ nhân, nhược nam nhược nữ, ngôn ư thử lộ đa chư độc ác. Tán thất tánh mạng, vô lệnh thị chúng tự thủ kỳ tử. Kinh văn đến chỗ này toàn là thí dụ. Lúc vị thiện tri thức từ biệt với người ấy, lại đặc biệt căn dặn ông. Ông đã hiểu rõ rồi, ông quay đầu rồi, hay lắm, rất tốt. Ông còn phải giúp đỡ người khác, như là người thân của ông, bạn bè của ông, tri là bạn bè. Bạn bè thân thích, bạn bè tri kỷ của ông, đây là người thân cận ông. Cập chư lộ nhân là người mà ông không quen biết. Hay nói cách khác, chỉ cần nhìn thấy người nào đi vào ba đường ác, thì ông cần phải khuyên họ. Ông nhìn thấy thì cần phải khuyên họ, bất luận là nam hay nữ, ông phải nói cho họ biết con đường này là có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng. Đây là thật chứ không phải là giả chút nào. Tham sân si là mầm độc nghiêm trọng nhất. Lục đạo tam đồ là do nó biến hiện ra. Con người chúng ta ở trong đời thường hay bị ốm đau. Tại vì sao con người bị ốm đau vậy? Chính là bởi vì trong tâm của bạn có ba loại mầm độc này, cho nên bạn mới bị mắc bệnh. Trong tâm bạn không có tam độc thì làm sao bạn có thể bị bệnh được chứ? Bên trong có mầm độc, bên ngoài có tà nhiễm. Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần là tà nhiễm. Trong ngoài kết hợp với nhau, làm sao mà không sanh bệnh được chứ? Bệnh là từ đây mà ra. Nếu như tâm của bạn thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, làm sao có thể sanh bệnh được chứ? Chúng ta nhìn thấy nơi đây có không ít người niệm Phật giảng sanh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã từng báo cáo với chúng tôi,
có rất nhiều vị đồng tu giảng sanh đều là biết trước giờ đi, không có bị bệnh gì. Đi trong tư thế đứng, đi trong tư thế ngồi, đi một cách tự nhiên tự tại như vậy, là nguyên nhân do đâu? Bên trong tam độc phiền não đoạn hết rồi. Đây là công phu niệm Phật đắc lực. Niệm Phật tiêu trừ hết tham sân si, niệm niệm tiêu sạch hết thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần rồi. Cho nên họ mới được loại quả báo thù thắng như vậy. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ. Sự thật chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Hiện nay điều quan trọng nhất là chính mình. Chính chúng ta có dứt sạch hết tam độc này hay không? Tương lai có thể giảng sanh được tự tại giống như họ hay không? Họ có thể làm được, tại vì sao chúng ta không thể làm được vậy? Phải thường xuyên suy nghĩ. Sự việc này không phải ở duyên bên ngoài, hoàn toàn ở chính mình. Việc này chư Phật Bồ Tát không thể giúp được. Phật Bồ Tát giúp chúng ta chỉ có thể làm được đến khai thị mà thôi. Kinh điển chính là lời khai thị cho chúng ta, nói rõ cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này. Còn làm sao thay đổi tâm lý, chuyển đổi cảnh giới, đó là việc của chính chúng ta. Cho nên chúng ta tự mình phải giác ngộ, phải khế nhập cảnh giới này. Nhập chính là thay đổi tâm lý, thay đổi cảnh giới. Đối với lợi ích trước mắt là thân tâm khỏe mạnh. Vô lệnh thị chúng, tự thủ kỳ tử. Đây là đại từ đại bi. Nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp ác, không thể không nói, không thể không khuyên bảo. Thuyết pháp khuyên bảo cũng phải có duyên phận. Người giác ngộ biết, duyên phận này, người có khả năng thì xây đạo tràng. Đây là duyên phận. Các vị thử nghĩ xem, nếu như Singapore không có đạo tràng cư sĩ Lâm này, không có đạo tràng Tịnh Tông học hội này, thì chúng ta sẽ không có duyên. Còn phải biết thỉnh mời, còn phải nhận biết thiện tri thức. Chúng ta biết thì mời họ đến nơi này để giảng kinh, thuyết pháp, dạy chúng ta tu hành. Tóm lại phải có người thỉnh mời. Không có người mời thì thiện tri thức không thể tự mình đến được. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, người thế gian chúng ta không có người nào biết, cũng không có ai thỉnh mời Ngài. Ở trong tình trạng này thì Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có nhập bát niết bàn, chỉ có đi mà thôi. Cũng may mà có người cõi trời Tịnh Cư nhìn thấy. Trời Tịnh Cư là cõi tứ thiền, người ở trong cõi ngũ bất hoàng thiên nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề. Họ liền xuống thay chúng ta thỉnh mời. Cầu vô lệnh thị chúng, tự thủ kỳ tử này chính là khuyên chúng ta phải mời thỉnh thay cho những người mê này, là thỉnh pháp.
Hiện nay cách thức thịnh pháp rất nhiều. Chúng ta có thể lợi dụng những thứ khoa học kỹ thuật cao này để truyền bá. Thời trước đây thực sự là khó khăn. Nơi giảng kinh có hạn, sức chứa đại chúng số lượng cũng có hạn. Hơn nữa, 3-40 năm trước đây, ngay cả thiết bị khuếch đại âm thanh cũng vô cùng thô sơ. Thật sự là không dễ dàng. Hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Nhất là chúng ta lợi dụng mạng Internet, chúng tôi thấy thế kỷ 21 nhất định là bước vào thời đại công nghệ điện toán. Đây là mọi người nhìn thấy rất rõ ràng. Tương lai, tôi tin là máy tính sẽ còn mỏng và nhỏ hơn quyển sách cầm trên tay của chúng ta đây. Có thể máy tính cỡ nhỏ sẽ bỏ được vào trong túi áo của bạn. Bạn có thể lợi dụng thiết bị này, có thể thu được thông tin trên toàn thế giới, là xu thế tất yếu. Đây là thiết bị mà tương lai mỗi người đều không thể tách rời, là sản phẩm thiết yếu trong đời sống của bạn. Cho nên người hiện đại không thể không học máy tính, không thể không có tri thức về máy tính. Chúng ta lợi dụng cái này để truyền bá. Cho nên nơi giảng kinh lớn hay nhỏ chẳng thành vấn đề, thính chúng nhiều hay ít cũng không quan trọng. Chúng ta đồng bộ truyền bá ra toàn thế giới. Ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần ấn nút là có thể thu nghe được rồi. Qua vài ngày nữa, hình ảnh này của chúng ta cũng phát đi rồi. Không có gì khác so với bạn nhìn thấy trên tivi. Cho nên xu thế truyền phát trên mạng này, chúng tôi tin tưởng tương lai nhất định sẽ thay thế truyền hình. Giá thành truyền hình quá cao, chắc chắn là sẽ thay thế truyền hình. Truyền hình sẽ bị đào thải. Hiện nay chúng ta làm công việc này dễ dàng rồi. Chúng ta báo cho họ biết địa chỉ mạng là được, là có thể giới thiệu Phật Pháp cho họ, nói rõ cái hay của Phật Pháp, lợi ích của Phật Pháp, để họ về nhà dựa theo địa chỉ trên mạng này mà tìm ra thông tin về Phật Pháp này. Không giống như trước đây phải tốn rất nhiều công sức, vô cùng bất tiện. Hiện nay làm công việc hoằng pháp lợi sanh thuận tiện quá nhiều rồi. Thế nhưng mình nhất định phải chăm chỉ tu học, phải làm nên tấm gương tốt cho chúng ta xem. Nếu không, khi bạn giới thiệu cho họ, họ bảo Phật Pháp đã hay như vậy, tại vì sao chính anh không tu đi? Người ta sẽ mất hết niềm tin ngay. Chính bạn nhất định phải thật sự tu, chính mình nhất định phải làm tấm gương tốt, để sau khi người ta nhìn thấy bạn sẽ sanh tâm ngưỡng mộ, sanh tâm hoan hỷ, họ mới có thể tin được. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta muốn giới thiệu Phật Pháp cho người khác,
thì trước tiên phải làm đẹp hình ảnh của Phật Pháp, làm biểu hiện cho đẹp. Bao bì phải đẹp đẽ, sáng sủa thì người ta nhìn thấy sẽ ưa thích. Đây là việc rất quan trọng. Đó chính là chính mình nhất định phải y giáo phụng hành, nhất định phải đạt được thành quả trong tu hành. Khi chúng ta giới thiệu cho người khác thì người ta mới chịu tin. Chúng ta thật sự từ trong đường ác quay đầu lại và đạt được sự lợi ích thiện lành chân thật, khiến cho họ nhận thấy rất rõ ràng, họ mới chịu tin, họ mới chịu quay đầu, chúng ta mới có thể thu được hiệu quả. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Đây là pháp hợp, là kết hợp thí dụ ở phía trước cùng với lời dạy của Bồ Tát để nói. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi, cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung, lệnh thọ diệu lạc, thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly, vĩnh bất tái lịch. Chữ tái hiện nay chúng ta không viết chữ này. Chữ tái thời xưa cùng với chữ tái trong Tái Lai mà chúng ta ngày nay nói là đồng âm và đồng nghĩa. Đây là nói trong văn bản này, Bồ Tát Địa Tạng Đại Từ Đại Bi ở trong lục đạo Tam Đồ cứu vớt những chúng sanh tội khổ này, từ trong ác đạo bước ra vào trong cõi nhân thiên. Niềm vui trong cõi nhân thiên so với ba đường ác thì đó thực sự là niềm vui vi diệu. Chúng ta ngày nay được thân người ở nhân gian là thọ khổ, là thật sự khổ, nhất là trong xã hội hiện đại nửa thế kỷ trở lại đây. Chúng tôi nhận thấy mỗi năm một khổ hơn. Xã hội thời xưa thật sự, nếu như ngày nay chúng ta làm cuộc so sánh thật tỉ mỉ, thì người thời xưa thật sự hưởng thụ là thọ diệu lạc. Dân số thời xưa không nhiều như hiện nay. Bạn xem cuối năm Triều Thanh, thời cuối Triều Thanh, đầu năm Dân Quốc đó, thống kê dân số Trung Quốc là 400 triệu người. 400 triệu, hiện nay là 1 tỷ 3 người. Dân số ít, xã hội không phức tạp, phong tục thuần phát, lòng người phúc hậu. Xã hội như vậy thật sự là rất đáng để lưu luyến. Hiện nay xã hội là gì vậy? Hiện nay xã hội này, nếu như là người sáng suốt ở trong xã hội này sẽ chẳng hề lưu luyến. Thực sự đúng như lời Thánh Hiền Thế Gian và Xuất Thế Gian nói, là thời đại loạn.
thiên hạ đại loạn. Hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo. Nhân thế đã đi ra khỏi quỹ đạo rồi. Quỹ đạo này chính là luân thường đạo đức, là quỹ đạo của nhân thế. Con người đi lệch khỏi đạo thường, thì địa cầu cũng không được bình thường. Môi trường cư trú của chúng ta bị tai biến khác thường. Hiện nay mọi người cảm nhận được rất rõ rệt là khí hậu khác thường, không bình thường. Căn cứ theo sự ghi chép xưa nay mới thấy ra rất rõ ràng. Khí hậu trên toàn thế giới biến đổi, sinh ra sự biến đổi rất lớn. Các vị nên biết, sự biến đổi này ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, ảnh hưởng đến nông nghiệp, ảnh hưởng nông nghiệp chính là ảnh hưởng đến sự sản xuất nông sản. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thức ăn, đồ mặc, chỗ ở và đi lại trong đời sống chúng ta. Cho nên bạn mới biết đây là thời đại loạn. Tại vì sao lại tạo nên hiện tượng này? Cổ nhân nói một câu là do lỗi không đọc sách thánh hiền. Đạo lý là ở chỗ này. Thánh hiền là giáo dục. Nói đến cuối cùng, tận gốc rễ là giáo dục thất bại triệt để rồi, mới tạo thành hiện tượng đại loạn của ngày nay. Đời sống của chúng ta khổ không thể nói được rồi. Ngày nay bản thân bạn hưởng thụ được ngũ dục lục trần. Niềm vui của hưởng thụ ngũ dục lục trần này là gì? Niềm vui này thực sự mà nói là giống như hút thuốc phiện vậy. Không phải là niềm vui chân thật, vì hậu quả không thể tưởng tượng. Các vị bình lặng suy nghĩ lời nói của tôi, bạn sẽ hiểu rõ ngay. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A-di-đà Phật. Cẩn dịch, Ban biên dịch, Tịnh Không pháp ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Love.
Nam mô A Di Đà Phật.